Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay thì Vũ Quang muốn chia sẻ cùng quý vị anh chị và các bạn tin tức đó là Joe Biden, tổng thống của Hoa Kỳ, chuẩn bị có một chuyến thăm và công du ở tại khu vực đó là châu Á. Bên cạnh đấy thì muốn điểm qua sức nóng ở tại đó là miền Đông của nước Nga trong những ngày vừa qua như thế nào. Thì anh chị và các bạn cũng biết rằng là tổng thống Joe Biden bắt đầu lên nhậm chức vào năm 2000 đó là 21 và năm nay là năm thứ hai mà bản thân ông Joe Biden đó là làm tổng thống nước Mỹ đúng không? Và đây nó là chuyến công du đầu tiên của ông Joe Biden sang đó là khu vực châu Á và những đồng minh của mình ở trong khu vực. Thì chúng ta cũng biết rằng là tháng 7 năm 2021 thì bản thân đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã đến thăm đó là Việt Nam. Và sau đó thì đến tháng 9, tháng tháng 9 đúng không? Tháng 9 năm 2021 đấy thì bản thân bà Phó tổng thống Mỹ cũng sang thăm Việt Nam và những cái quá trình mà chuyến thăm của Hoa Kỳ à, của của đó là phó tổng thống sang thăm Việt Nam thì cũng có một cái ngỏ ý đó là muốn nâng tầm quan hệ của Việt Nam với lại Mỹ lên đó là tầm chiến lược như là trong cái thời điểm đến thời điểm bây giờ thì cái việc mà lên thành một đối tác có chiến lược thì chưa đạt được bởi còn rất nhiều yếu tố khác nhau thì những yếu tố đó Vũ Quang cũng đã chia sẻ trong một số video rồi đúng không ạ thế thì à, tổng thống joe biden sắp có chuyến công du ở tại khu vực châu á thì liệu có tới thăm của việt nam hay không thì vũ quang mũi đầu tiên là chia sẻ cùng quý vị anh chị và các bạn về thông tin này trước và sau đó bình luận và nhận định giữa góc độ của ông joe biden sang thăm ở khu vực châu á với lại góc độ với các quốc gia ở trong khu vực thì liệu rằng việt nam có là một trong những điểm đến của tổng thống joe biden hay là không thì các nguồn tin cho biết là tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có chuyến công du châu Á vào mùa xuân năm nay, tức năm 2022. Trong đó có dự hội nghị thượng đỉnh với lại đó là nhóm lãnh đạo của bộ tứ kim cương đấy ở tại đó là Nhật Bản thì đây là là thông tin. Thì ngày mùng 3 tháng 2 hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống Joe Biden cho biết là ông Biden dự kiến sẽ có chuyến thăm một số nước ở châu Á vào mùa xuân năm nay đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Biden tới khu vực này trên cương vị đó là tổng thống. Theo à, quý vị anh chị và các bạn nếu mà nói về trong góc độ uh, giữa quan hệ Việt Nam với Mỹ gọi là bước vào cái thời kỳ quan hệ song phương sau đó tiến tới là song phương đa phương và toàn diện đúng không? thì đến thời điểm hiện tại bây giờ đó là đang cố gắng để nâng lên tầm quan hệ đó là chiến lược. Nếu mà tính từ uh, thời ông Obama và trước đó một đời tổng thống nữa thì cũng đều đã sang thăm Việt Nam cho đến thời ông Donald Trump. Vậy thì ông Joe Biden có tới thăm Việt Nam hay không? thì trong quá trình à gọi là trong cái cái thế gọi là xoay trục, thì với cái nhìn với cái, cái, cái gọi là đánh giá và nhìn nhận của cá nhân Vũ Quang thì chắc chắn là Joe Biden cũng sẽ ghé thăm vào Việt Nam. Đấy là cái nhìn riêng của cá nhân Vũ Quang. Nhưng có nhiều người bình luận cho rằng là đây là một trong chuyến thăm để bản thân Joe Biden sẽ giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới vấn đề của biển Đông trong khu vực và đặc biệt là liên quan tới vấn đề của Trung Quốc. Còn trong góc nhìn của Vũ Quang thì không. À, có nhiều người đánh giá rằng là bản thân Joe Biden sẽ đến thăm đó là Đài Loan nhưng mà cá nhân qua nhìn nhận thì sẽ không đến thăm Đài Loan đơn cử Đài Loan chỉ là một vùng lãnh thổ à, trực thuộc Trung Quốc chứ nó không phải là một quốc gia chính vì lý do đấy cho nên không có lý do gì mà Tổng thống Joe Biden đến thăm đó là gì ạ? Đài Loan được bởi vì nếu như đến thăm đấy thì nó gần như là một một cái tạo ra một ngoài nổ cực kỳ mạnh tạo ra thế căng thẳng giữa đó là Mỹ với Trung Quốc mà cái việc mà căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc thì chắc chắn cái đầu tiên là bản thân Trung Quốc sẽ bị bất lợi à, Mỹ sẽ bị bất lợi trước Mỹ sẽ bất lợi trước càng ngày nếu như cả tức là bản thân Mỹ bây giờ càng căng thẳng đối với lại Trung Quốc thì Mỹ càng tạo ra cái thế bất lợi nhiều hơn chứ không phải là có lợi đúng không à, tiếp theo về tin tức này này à, Nhật Bản sẽ là một trong những điểm dừng chân trong chuyến công du này. Các quan chức Mỹ cho biết là ông Biden đã nhận lời mời thăm Nhật Bản với vào cuối mùa xuân năm nay để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm đó là bộ tứ kim cương đấy, gồm có Mỹ, Nhật, Ấn và Diệp và Úc. À, quan chức giấu tên nói trên từ chối tiết lộ chi tiết về các điểm dừng chân khác trong khu vực. Thời gian qua, chính quyền ông Biden đã tuyên bố Châu Á là khu vực ưu tiên của họ trong bối cảnh Washington tìm cách đẩy lùi sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. À, trong cái nhìn của Vũ Quang thì à, đối với Washington đúng không là muốn kìm sức mạnh của Trung Quốc. nhưng mà thực tế thì bản thân Washington e ngại trong mức độ đó là sự phối kết hợp giữa Trung Quốc với Nga. giữa Trung Quốc và Nga bởi vì Trung Quốc và Nga đều ôm trọn vòng tròn Á Âu và đều đóng giữ ở những điểm then chốt quan trọng trong cái vòng xoay trục đó là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bên cạnh đấy, bản thân Nga thì có một sự ảnh hưởng rất lớn đối với cực tây ban đầu và cực tây ban cầu. Mặc dù bản thân Mỹ ở cách rất xa Nga, nhưng để đảm bảo cái quyền lợi của Hoa Kỳ và sự ảnh hưởng của mình ở trên toàn cầu thì bản thân Mỹ vẫn cần có những cái đồng minh và đặc biệt đó là cái liên minh liên minh quân sự an ninh đó là xuyên đại tứ dương. Ấy nhưng con khối NATO ấy, thì anh chị và các bạn biết đúng không? thì mấy năm gần đây bản thân Mỹ cùng với NATO muốn Mỹ muốn thúc đẩy cùng với đồng minh của mình muốn thúc đẩy khối NATO đó là phát triển về phía đông về phía đông của Ukraine tức là về phía đông của nước Nga đấy muốn đẩy mạnh về điều đó thì có nhiều người đánh giá rằng là Ukraine không phải là điểm then chốt quan trọng vùng đệm để anh chị dành cho đó Hoa Kỳ nếu như về mặt đó là chiến lược Uh, vùng đại địa anh chị chiến lược ấy, thì ukraine không phải là cái cái vùng đệm chiến lược nhưng bản thân ukraine nó lại là một cái điểm then chốt quan trọng để phát triển nato và kìm chân nga ở tại cực tây bán cầu thì đó là cái chúng ta nhìn vào còn nếu như mà để nga nó phát triển sự ảnh hưởng về phía đông tức là sự ảnh hưởng của người nga kinh tế của nga và năng lượng của nga sang phía đông thì điều hiển nhiên là cực tây bán cầu sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn bởi vì bản thân Nga có một cái vùng đệm địa trị nó quá lớn với 11 mũi giờ trong một ngày. Và nó kéo dài đó là từ Âu sang tới Á. Cho nên cái sự độc lập của nước Nga nó rất là mạnh. Nó không giống như đó là Mỹ ở tại cực Tây Bán Cầu. Để mà có thể xây dựng cái sự ảnh hưởng ở trên toàn cầu và giữ vững cho cái đồng Petrodola của mình thì bản thân Mỹ buộc phải chi rất lớn vào quân sự, vào, gì? vào đồng minh và liên minh của mình ở khu vực đó là cực Tây vấn cầu cũng như là khu vực châu Á thì bản thân Mỹ phải 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 đầu tư vào điều đó. Cho nên trong cái chuyến thăm hiện tại thì anh chị và nhiều người nói rằng là uh, châu Á mới là cái điểm then chốt quan trọng. Nhưng thực tế thì để bản thân Mỹ xoay trục ở sang khu vực theo chiến lược ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để mà xoay trục được sang cái 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 thế này một cách đó là an toàn, mạnh mẽ thì phải kìm chân đứng nước Nga. Thể hiện được điều đó thì mới đây nhất thì quân Mỹ tăng viện đã đến từ Đức. Để chứng minh điều đó, tức là muốn kìm chân nga ở tại cực ở tại cực Tây văn công Thì quân Mỹ đã tăng viện đã đến Đức, máy bay cấp tập đó là sang Ba Lan. Với mục đích là yểm trợ cho vùng đệm địa anh chị đó chính là Ukraine. Đó chính là Ukraine nhé. Các binh sĩ Mỹ đầu tiên trong nhóm được triển khai tại đó châu Âu để củng cố sườn phía đông của NATO đã đặt chân đến Đức ngày mùng 4 tháng 2 và dự kiến sẽ tới Ba Lan trong cuối tuần này. Đấy. À, những người lính thuộc quân đoàn dù số 18 đã tới à, tức là đã tới Đức đó là hôm nay thông báo ngày mùng 4 tháng 2 của bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ tại châu Âu xác nhận về cái điều này. Đây là những người đầu tiên trong số 2.000 binh sĩ đến châu Âu sau khi Lầu Năm Góc À, báo sẽ bổ sung lực lượng từ Mỹ đến châu Âu để hỗ trợ các đồng minh NATO. Thế nói là mà hỗ trợ đồng minh NATO trên cái tinh thần là NATO là để bảo vệ gì ạ? Bảo vệ cái việc là nếu như bị tấn công vào các nước đồng minh của mình. Thế nhưng bản thân NATO từ khi mà thành lập cho đến bây giờ thì nó lại làm một cái lực lượng đi xâm chiếm chứ không phải là bảo vệ an ninh cho những cái quốc gia trong cái khối đó là NATO mà chính cái lực lượng NATO này, lực lượng mà thả bom thả đạn tạo chiến tranh chia rẽ chủng tộc ở khắp mọi nơi trên thế giới và NATO thì đã bao giờ các nước NATO bị tấn công đâu đúng không? Mà câu chuyện của Ukraine thì có liên quan đến NATO mà bản thân Mỹ bản thân Nga muốn đảm bảo vấn đề đó là an ninh của mình thì yêu cầu đó là phía Mỹ phải trả lời bằng văn bản đấy là không được phát triển NATO về phía đông và đặc biệt là không sát nhập đó là Ukraine về gì vào khối NATO À, nhưng mà mỹ thì vẫn cứ căng nói là gì là đủ điều kiện thì vẫn cứ cho vào thì góc độ đấy cũng chỉ là góc độ thì hai bên đang kình nhau thôi chứ còn trong cái việc đó là xảy ra chiến chiến sự ấy. thì ngày hôm nay chắc chắn là dù đó là hai con đại bàng nói nhau thì kiểu gì cũng gì cũng tuốt xác cả hai bên cũng tuốt xác chứ không dễ gì để xảy ra cái câu chuyện đó là chiến tranh còn cái việc mà đầu mùa xuân năm 2022 Mỹ đúng không đi sang đó là chuyến công du ở tại khu vực châu Á và hiện tại bây giờ tất cả mọi thông tin vẫn đang rất là kín đối với lầu Long góc về những chuyến công du và đặt chân của tổng thống Joe Biden và chỉ hé lộ duy nhất là ở tại Nhật Bản thì câu chuyện là chắc chắn tới Nhật Bản là điều hiển nhiên chắc chắn ở tại Nhật Bản là điều hiển nhiên đúng không và bên cạnh đấy thì họp cùng với lại các lãnh đạo trong cái khối gọi bộ tứ kim cương gồm có Nhật Bản đúng không Mỹ Ấn và Úc Thì là điều hiển nhiên bởi vì trong cái chiến lược mà Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhiều người bảo là liệu rằng Mỹ có bỏ đi cái 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 chiến lược này không? Mỹ không bao giờ bỏ. Bởi câu chuyện là xoay trục Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thì đó từ thời ông Obama cơ. Và đến bây giờ thì gọi là thế giới đã thay đổi. Thế giới đã thay đổi và châu Á đã lên ngôi. Không thể là không xoay trục. Nhưng mà trong thế xoay trục này thì gặp vào hai đó là hai cường quốc nằm ở trong cái cửa ngõ đấy gồm trung quốc với lại gì gồm trung quốc với lại nga nhưng bản thân mỹ thì muốn độc tôn cái sự ảnh hưởng của mình trong cái chiến lược này muốn ảnh hưởng độc tôn của mình trong chiến lược này đúng không và bản thân trung quốc thì cũng là một nước lớn và bản thân trung quốc là nước lớn thì đương nhiên cũng muốn bành trướng để gây ra sự ảnh hưởng của mình trong khu vực thế tại sao cái câu chuyện là nóng lên về vấn đề của biển đông đối với lại trung quốc thì đơn cử chúng ta nhìn vào cả cái ngôi nhà của trung quốc đấy thì anh chị nhìn xem là mặt tiền của Trung Quốc nằm ở đâu ba bề bốn bên thì bao vây kín bởi các quốc gia khác nếu mà cửa những cửa ngõ để có thể ra được đó là thế giới nó là biển hoa đông đúng không tức nó phải lan tỏa ra khu vực đó là biển đông và bản thân Trung Quốc thì có ý chiến lược gọi là một vành đai một một con đường ở trên bộ và trên 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 biển ấy. tại sao có một vành đai một một vành đai một con đường đó của của Trung Quốc thì bản thân Trung Quốc cũng muốn gây ảnh hưởng của bản thân đất nước Trung Quốc trong khu vực thì Mỹ thì không muốn không muốn cái điều đó mà Nga thì muốn đi theo con đường đó là đa cực thì các nước cờ của Nga đã đi xong ở khu vực đó là Đông Dương cũng như là khu vực đó là châu Á còn bản thân Mỹ để mà xoay trục sang khu vực đó là châu Á theo cái chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thì chắc chắn sẽ phải chi rất nhiều tiền bạc liên quan đến đó là quân sự và sẽ phải xây dựng cái khối đồng minh của mình vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn trước đây ở khu vực đó là châu Á. Bởi vì Mỹ ở rất là xa, tận cực Tây vẫn Cầu, nó rất là xa. Đi qua Đại Tây Dương, bắt đầu đi sang, đó là Thái Bình Dương, đúng không? Mới đi vào đó Ấn Độ Dương được, đúng không? Mà bây giờ thì châu Á lên ngôi rồi. Mà bản thân người ta bảo là nhất cự ly nhì tốc độ, đúng không? Thì bản thân Trung Quốc nó nằm, nó nằm luôn ở đây rồi. Nó khác mấy câu chuyện, đâu. Mỹ không phải mẹ vận chuyển từ bên kia sang, đúng không? Còn về góc độ liên quan đến kinh tế thì bây giờ nó là hội nhập toàn cầu hóa. Không phải là anh có thể thích cấm vận nào cấm vận được. Nếu như ngày hôm nay càng cấm vận càng có yếu tố là căng thẳng về mặt kinh tế thì bản thân Mỹ nó càng ảnh hưởng. Chứ không phải là cứ cấm vận là sẽ kìm chế được giống như trước đây. Trước đây là cách đây khoảng 20 năm về trước. Hoặc 30 năm về trước thì anh có thể có sức kìm chế được. Trong suốt đó là 10 năm qua đúng không? Bao nhiêu cái lệnh cấm vận trừng phạt đơn phương của Mỹ lên Nga và lên Trung lên Trung thì thể hiện rõ năm 20 21 càng đặt các lệnh đó là trừng phạt lên trên Trung Quốc thì Mỹ lại càng thiệt hại nhưng Mỹ lại càng thiệt hại mà đặt các lệnh trừng phạt lên Nga thì Nga lại càng tăng gì? tăng sức mạnh nội hàm mạnh hơn kinh tế Nga phát triển mạnh mẽ hơn mà bản thân Mỹ thì vẫn phải sử dụng đó là cái chiến lược cũ từ đó là thế kỷ 20 đến bây giờ đó chính là chiến lược quân sự đó chính chiến lược đó là vũ khí nhưng cái cái vũ khí mà mạnh nhất ở trong thế kỷ 20, mươi đó là vũ khí hạt nhân, đó. đến thời điểm bây giờ thì có phải một mình Mỹ đã độc tôn vũ khí hạt nhân đầu. đến cái động thái gọi là bảy lần phóng thử tên lửa gọi là siêu thanh của của gì? của Triều Tiên thôi. mà bản thân Mỹ đã phải bật cái chế độ cảnh báo đối với hệ thống tên lửa này rồi. ở khu vực đó là bờ Tây rồi. Đấy, và cấm một số đó là máy bay là không được di chuyển và cất cánh ở khu vực đó là bờ Tây rồi để đề phòng cái cú độ đó, tên lửa của gì của 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 Triều Tiên chứ đến như ông Triều Tiên cũng còn có đúng không nên câu chuyện ngày hôm nay nó không còn độc quyền độc tôn về cái mặt vũ khí nhân nữa mà tất cả các chuyên gia trên thế giới đều đánh giá rằng là cái vũ khí mạnh nhất của thế kỷ 21 khi đã toàn cầu hóa và thông tin thời đại của 4.0 như thời điểm bây giờ thì cái vũ khí mạnh nhất của nó là vũ khí về gì ạ? Về quyền lực mềm chứ nó không phải là về về vũ khí hạt nhân nữa, đó thì rõ ràng là đến bây giờ bản thân Mỹ nếu như nhìn vào thế trận toàn cục càng muốn gây cái sự ảnh hưởng của mình mạnh ở trên toàn cầu thì Mỹ lại càng phải tốn kém nhiều tiền hơn so với trước đây và vấn đề đó là quân sự và vấn đề đó là đồng minh và xây dựng đó là đồng minh từ Á sang Âu từ, à, từ Âu sang Á chứ nó không còn cái đơn thuần là ngày hôm nay anh có thể độc lập ở bên kia trong đó anh hô mưa gọi gió nữa nó không còn có cái khái niệm đó nữa và trong chuyến công du sắp tới đây của ông Ronald Biden thì đương nhiên sẽ đi tới đó là các quốc gia mà là đồng minh của quân chư hầu của Mỹ ở trong khu vực đó là châu Á đúng không nhưng mà trong cái thế gọi là xoay trục và tạo sự ảnh hưởng và trước đó đã có một sự gọi là là giải thảm đỏ trước đấy gồm có bộ trưởng quốc phòng của Mỹ cùng với lại bà phó tổng thống của Mỹ đã sang thăm Việt Nam trong năm 2000 đó là 21 thì tin tưởng đó là năm 2022 này ông Joe Biden cũng sẽ tới đó là ghé thăm đó Việt Nam thì nhiều người vui mừng trong đội A Tổng thống Mỹ tới đó là thăm Việt Nam những cái việc mà Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam hay Putin tới thăm Việt Nam hay bất kỳ Tổng thống quốc gia nào tới thăm Việt Nam nó đều là vì quan hệ đa phương song phương toàn diện giữa đó là hai quốc gia với nhau vì quyền lợi của hai quốc gia với nhau và sự bang giao hòa hảo với À, hai quốc gia cứ đúng không các bạn còn trong đại dịch covid 19 và sự hỗ trợ thì ai cũng biết rằng là mỹ vẫn là một trong quốc gia mà hỗ trợ viện trợ ở việt nam là lớn nhất riêng về vấn đề vaccine lên tới hơn 20 triệu liều cơ mà tất cả những điều này để tạo ra cái gì chúng ta phải nhìn là tạo ra cái gì tại sao những nước đồng minh tại sao những nước trung hầu mà bản thân mỹ trước đây đầu tư rất là nhiều đúng không tạo dựng vùng đệm địa anh trị không được sự hỗ trợ giống như là việt nam đơn cử ngày hôm nay ở Việt Nam nó đang nằm ở trên một mảnh đất quá quan trọng mà cái mảnh đất quan trọng này nó lại phục vụ cho đó là các nước mạnh kìm chế nhau bản thân ngày hôm nay Trung Quốc có muốn trở thành đó là gì ạ giống như gọi là đồng minh với, với với, với, Trung Quốc muốn chứ đúng không Mỹ có muốn không? muốn chứ sao muốn vì có Việt Nam mà có thế giới thế ngày hôm nay ở bên cực tây bán cầu thằng Mỹ già mạnh rồi đúng không mạnh rồi nhưng mà đang phải đối đầu chứ một mình nga đang cân được đó. chứ bây giờ cần một cái thế nữa để bẻ gãy cái gọng kìm đó thì đó là châu á thái bình dương mà trong cái thế châu á thái bình dương đi cửa nào thì cửa nó vẫn phải đi qua thì qua biển đông mà qua biển đông thì không thể không không có việt nam được thì cái thế trận nó nằm ở chỗ việc này đúng còn trong câu chuyện đi ra ngoài biển đông thì chúng ta phải nhìn nhận là tại sao cái câu chuyện của trung quốc ra biển đông nó lại ồn ào thì đây nó cũng là chiêu bài về diễn biến hòa bình của đó là bè lũ tay sai phản động liên minh truyền thông của Hoa Kỳ xây dựng lên tức là mọi cái động thái liên quan đến Trung Quốc thì bọn chúng sẽ thổi phồng bóp méo để tạo ra một cái thế truyền thông gây ấn hận thù giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân trong khu vực với chính quyền Trung Quốc được không tốt đây là mục tiêu của nó nó là như vậy bởi vì sự thật ngày hôm nay anh chị phải thừa nhận với Địa Vũ Quang rằng là gì ạ trong câu chuyện là Trung Quốc ngây ngang ra ngoài biển Đông đúng không? Với các quốc gia khác ngay ngang ra ở Biển Đông là như nhau, họ đều thực hiện cái quyền nó tự do hàng hải, đúng không? Nhưng mà tại sao vấn đề Trung Quốc ra này nóng bỏng? Thì nó cứ quay ra câu chuyện là bành trướng, mà vấn đề bành trướng của Trung Quốc thì không phải bây giờ, hàng ngàn năm xưa nó đã bành trướng rồi. Mà bản thân mình dù muốn hay không muốn nó phải sống, sống sống bên cạnh. Một anh gọi là hàng xóm khổng lồ nhưng cái bụng nó không được tốt lắm. Không được tốt lắm thì chúng ta phải sử dụng gì nhu thắng cương, dĩ bất biến, ứng vận biến. Mình đâu có ngại. Không? Chứ ngày hôm nay mà theo cái, cái gọi là cái truyền thông, liên minh truyền thông của, của bọn thổ tả. Liên minh truyền thông của Bè Lũ Tây Sai Phản Động. đó Là chơi theo chiến dịch gọi là, là bài chung pho Mỹ. thì Bộ quang cũng nhiều lần chia sẻ. Chúng ta sẽ bài chung khi mà chúng ta tạo dựng được ra một thế hệ gen mới là cạp đất gian được. Thì mới bài chung pho Mỹ đấy. mẹ đến Mỹ luôn trả bài chung. Châu Âu luôn trả bài chung bây giờ vào Việt Nam bài chung Thì đấy là một cái điều chúng ta phải nhìn nhận vào thẳng vấn đề bây giờ nó là như vậy Toàn bộ Liên minh châu Âu có phải là một trong những nơi gọi là văn minh phát triển chưa không? Thế nó đã bài chung chưa? Có phải không? Mỹ đã bài chung chưa? Chưa đúng không? Thì chưa bài chung thì hà cớ gì lại có ý luận điệu rằng là Việt Nam nó bài chung phỏ Mỹ Trong khi đó Trung Quốc vẫn cứ là thị trường đứng số 1 về gì? Kim ngạch xuất khẩu Hàng năm của Việt Nam Có phải không quý vị anh chịu bạn? chẳng qua ông hàng xóm nó bụng nó không được tốt lắm không tốt thì chúng ta cũng phải sử dụng cái biện pháp là nhu để làm sao thắng được cương không thì đây là một phần vũ quang muốn giao lưu chia sẻ cùng quý vị anh chị và các bạn trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý vị các và anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo